Việc ca sĩ Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng sáng nay ngày 28 tháng 9, sau hơn một tháng điều trị, chống chọi với bệnh COVID-19 khiến khán giả Việt không khỏi xót thương. Thông tin ca sĩ Phi Nhung không qua khỏi đã làm nhiều người bàng hoàng. Nữ ca sĩ từng được biết đến là nghệ sĩ nhận nhiều con nuôi, với 22 bé. Ngoài ra, Phi Nhung còn có một cô con gái ruột, nay đã 29 tuổi đang sinh sống và làm việc ở Mỹ. Trước đây khi được hỏi về việc giữa con ruột với con nuôi, sau này chị có phân định tài sản khi để lại không? Nữ ca sĩ chia sẻ, tôi không có tài sản để lại. Trong đầu tôi từ xưa đến giờ chưa từng nghĩ phải để lại tài sản gì cho con tôi. Tôi chỉ để tri thức cho con mình. Tôi làm ra tiền, tôi cho các con đi học. Khi các con ra trường, các con tự đi làm kiếm sống. Câu trả lời của Phi Nhung khiến ai nấy cũng phải nể phục vì chỉ khi các con có tri thức thì dù ở đâu hay không có Phi Nhung bên cạnh thì các con cũng có thể tự mình bươn chải, kiếm sống.